Miệt thứ bạn có còn nhớ món ăn bình dị gợi nhớ ký ức tuổi thơ một thời màu dừa. Sao nó đi xa quá vậy? Từ từ. Thôi nhỏ nó quay một trời. Ừ, dắt qua vậy nhanh nè. Dắt rồi. Đấy à. Mình sẽ qua thôi, không có gì đâu. Trời chuyện là chuyên gia đường này mà. Bánh chè hả chú? Còn dừa này là dừa cho mình hả? Con này bánh chè hả? Con này bánh chè, có ông anh đó bánh chè. Là bánh chè như mình trồng đây hả? Trồng ở đây. Cho anh chặt đi. Cái dừa đỏ đó nó mới ngọt phải không? Cái dừa đỏ đó hả? Dừa đó cũng có mấy lắm mà trái thì sợ luôn mà. Dừa đỏ đó là dừa gì? Thường thường mình kêu dừa đỏ đó mà đâm mua. Mà nó sim hả? Mà mình đập nó mua mà. Giống không không? Ờ giống. Con này ngon nè. Thử coi. Mà một vùng này nó cỡ 20 trái hả? Có. Mà tùy theo mình trồng mà nó không có xanh còn nó bị đâu có đun rồi đó. Leo hả? Dạ. Được không Tài? Dạ. Rồi, ngon gì trời. Ê, chặt cái em luôn đi. Cái này ăn cái gì ta? Màu quá. Còn nước, còn nước. Được rồi, được rồi, được rồi. Liền xíu xe. Có mình dọn xe lên đây. Dừa lửa. Ủa dừa nước bự. Ăn chặt không có chuyên nghiệp gì chứ, chặt gì mà rụp rụp đi trời. Nó vào YouTuber đâu mà. Dìa phải dựng nắp độ lên bùm 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 bùm. Cái tay dọn. Ôi trời. Ôi trời ơi trời. Cái tay con xài dừng ơi. Cái này là nó sợ nhất là cái này là nó chặt dừa là chặt cá. Sáng có con cá là tức sợ ông phải ăn rồi chiều lấy bắt nó không. Dừa không của quầy nè. Dừa ăn rồi. 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 Ngọt không? Ngọt không? Ngọt không? Ngọt sớm luôn không? Nước luôn. Má ngọt. Nó ở trên non. Trên giữa là dừa nhất. Ngọt không có đường thằng ơi. Ngọt không có đường luôn. Dữ trời lắm. Hiểu không? Ờ ghé ăn nhậu mà không chọc. Đau quá.
kêu mà địa phương của anh Thủy, mà anh Thủy không dẫn đường gì đâu không? Thủy đó là gì vậy, ngon không? Cái gì? Cái gì dừa? Màu dừa. Màu dừa hả? Bữa nay anh hai về. Ngon lắm. Cái dừa nhỏ mà nước sợ vậy. Này mình ăn mình chấm với muối cục á. Muối cục mà đâm muối ớt, mà có ớt mình đỏ đỏ cái cây ăn ngon lắm. Không bia nữa. Hai bây giờ thì Thủy bia hả? Kho tiêu đi. Nghe ngay. Nhà Thủy. Tiêu kho cua. Tiêu kho cua. Nào bữa nay có lãnh đạo các huyện qua hỏi ai? Anh hai. Anh nghe anh nói cha anh điện đi chứ em đâu không dám rồi. Đâu có đâu. Ông nghe điện nói chú ơi chuẩn bị cơm đi. Lấy ca ra thanh. Ca này hay vậy? Ca ngon quá vậy? Quay nè, cầm nè, đưa lên miệng nè, đưa lên miệng nè. Rồi, 1 2 3 vô. Ngon không? Em thấy chát quá vậy? Chát quá à? Nó chát lắm, nhất mà nó chấm muối ớt cái mới ngon. Nè. Anh muốn tiên ninh á. Này muối hả? Trời ngoài muối. Trời sẵn luôn hả? Ăn cái đó trước đi hơi muối vô. Cái này cái máy chặt giờ đã trước đi. Được không? Ổn không nha em? Ổn anh. Ổn không? Ổn không? Ngon lắm, ăn thử. Ngon. Ăn đi. Đang đang. Cái đó là chị tiên đãi. Đừng đừng. Nhà này vô máy hả? Ngon. Thì ngon không? Ngon. Ông kia ông ăn hoài luôn á trời. Nhà ông nghiêng chỗ nào ông nghiêng? Hả? Nhà chỗ nào? Nhà lần này đi thẳng cổng chút xíu đi. Nhớ nhà chơi chưa biết coi. Chấp đi. Chấp đi. Hả? Cho biết được mà cái vụ chơi đó hơi lâu đó.